Xin chào tất cả các bác. Nay em giới thiệu các bác ba chiếc nồi cơm giá rẻ, em bán giá thanh lý. Các bác nào có nhu cầu lấy thì em sẽ giới thiệu. Trước khi vào giới thiệu thì các bác có thể đăng ký kênh YouTube của em để cập nhật những cái clip mới nhất. Ở đây em có ba chiếc nồi cơm của hãng Mitsubishi, đời cũng khá là cao. Một con này đời 2010, hai con này đời 2013. Đấy. Giá em bán thì em báo luôn là 900.000. Giá cực rẻ luôn, bán thanh lý chấp nhận lỗ. Ở đây có những cái con mà đây em ghi giá đây là 1.700.000 này, nhưng bây giờ bán lỗ thôi. Nồi cơm bán hơi chậm. Đây là ba con nồi 1 lít nhá. Của hãng Mitsubishi, con này NJVV101 này. NJVV103, 104. Đấy, ba con số 1, 2, 3. Đều là nồi 1 lít của hãng Mitsubishi. Con này sản xuất 2013 các bác nhé. Con này 13, con kia là 2010. Giá bán 900. Bất chấp tất cả các cái nồi cơm mới ạ. 900.000 hàng. Nồi đây là nồi cao tần các bác nhé, nồi cao tần chứ không phải là nồi mâm nhiệt bình thường đâu ạ. Đấy. Tất cả đều sử dụng hoạt động hoàn hảo hết. Đấy. Đó, xem. Về lòng nồi thì nói chung bọn này thì cũng có bong chóc nhẹ thôi, không vấn đề gì cả, dùng thoải mái nhé. Cái con này thì nó bong chóc ở trên. Đây, hai con này bong chóc lòng nồi trên. Với cái giá quá bèo 900.000. Đấy. Các bác dùng thoải mái ten ten đấy, không vấn đề gì đâu nhé. Không phải lo về vấn đề là mà sợ nó hỏng nồi đấy, hỏng không lòng lòng nồi đâu ạ. Đây, những con này các bác nhìn còn rất là mới, răng chỉ mới cực kỳ luôn. Đấy, sắt thép inox mới, giá gọi là thanh lý 900k. Đấy, các bạn nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ thôi. Con này số 2 này, con này số 1, con này số 3. Và em có còn một chiếc kéo và một chiếc dao. Kéo này bình thường bán 250, dao 150. Các bác nào mua kéo em tặng nốt dao 250, tặng con dao này nhé, bao ship luôn. Đấy, có mấy món hàng này bán các bác 250 tặng dao bao ship nhé. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ rồi. Chào tất cả các bác.